tranh thủ là đầu xuân năm mới thì anh em Nắng Cao Nguyên có gọi là một chuyến du xuân, cũng đi vào thăm bà con và cũng là đi thăm các cái căn nhà mà đã hoàn thiện xong mọi người. Đây, mọi người ở đây là thôn Tống Quáng Trải đây, vành đai biên giới đây. Đấy, chúng ta đi qua hàng cây sa mộc đây, nhìn rất là ảo diệu luôn. Thôn Khai Hoang 2 thì mọi người biết là khai hoang là nó như thế nào rồi. Nhưng mà khi mà có con đường này thì đảm bảo là kinh tế sẽ phát triển rất mạnh đấy mọi người ạ. À, đây nhà bà đã làm xong rồi mọi người ạ. Đây đây. Chúng ta cùng nhau vào thăm gia đình nhé. Ngày trước thì như quý vị khán giả cũng vào ấy, thì nhà là mới đang chuẩn bị đá đấy, rồi còn chưa xây một tí nào. Nhưng đến nay đã hoàn thành một căn nhà rất là đẹp rồi. Nhà xây hết với bao nhiêu tiền em? 168 triệu. Thế thì là phải gia đình phải thêm vào gần 100 triệu cả. Trước Tết thì vào trong này nhà anh bà chưa làm móng. Lúc đấy còn đặt một cái áo để gọi là giữ chỗ xây nhà. À vừa mới xong ăn Tết luôn à? Đây là toàn bộ căn nhà của anh bà. Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Nắng Cao Nguyên đang có mặt tại thôn Mỏ Phàng của xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Là một cái thôn biên giới rất là lạnh mọi người ạ. Nhưng mọi người cũng biết là bây giờ là đang sương mù này, đang kín luôn, nói chung là tầm nhìn xa là từ nhà xuống dưới bếp. Như mọi người cũng biết thì trước Tết Nguyên Đán thì anh Công Vũ cùng với là hội thiện nguyện là anh Nguyễn Văn Đức ở Bồ Đề Long Biên Hà Nội có hỗ trợ cho hai xã Thượng Phùng và xã Xín Cái là 10 căn nhà, thì đến nay cũng đã hoàn thành rồi. Tranh thủ là đầu xuân năm mới thì anh em Nắng Cao Nguyên có gọi là một chuyến du xuân, cũng đi vào thăm bà con và cũng là đi thăm các cái căn nhà mà đã hoàn thiện xong mọi người ạ. Bây giờ thì mình đang đi vào xuống dưới thôn là Khai Hoang 2 để với lại thôn Hoa Cả để vào thăm xem hai căn nhà ở dưới thôn ấy đã làm xong chưa và làm như thế nào rồi. Bây giờ mời mọi người cùng đi gọi là du xuân một chuyến cùng Nắng Cao Nguyên mọi người nhé. Ok, chúng ta bắt đầu đi thôi. Đây, mọi người biết là hôm nay trời sương mù dày đặc luôn. Vừa nãy thì mình có vào chỗ trạm biên phòng, gọi là trạm cửa khẩu Samtun ấy, thì các anh đang làm việc nên là mình không tiện quay cho lắm, để mượn một cái xe máy của các anh để xuống dưới đi thăm bà con. Bây giờ thì cũng là mùng 7 Tết rồi nên bà con gọi là cũng hết Tết rồi mà không đi chơi Tết nhiều lắm. Từ đây mà đi xuống dưới thôn Khai Hoang 2 ấy, thì đường xá đi lại nó cũng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Có mỗi đoạn đầu này là đang được trải nhựa mọi người ạ. Tí nữa xuống dưới là sẽ đi đường đất đấy. Cũng may là trời chỉ sương mù thôi, nó cũng không mưa nên là đường nó không bị trơn trượt. Trước khi mà xuống thôn Khai Hoang 2 thì chúng ta sẽ xuống dưới thôn gọi là Hoa Cà của xã Thượng Phùng mọi người nhé, để đi xem một căn nhà của bà tên là Mỹ mọi người ạ, ở dưới thôn Hoa Cà ấy. Đây, vừa vào đến đây mọi người nhìn thấy là bắt đầu vào đường đất rồi. Úi dồi ôi, xe côn mình còn đi gọi là không quen mấy nữa nên là cứ phải đi bình tĩnh thôi. Ở đây thì cuộc sống của bà con thì gọi là cái thôn Nắng Cao Nguyên đang đi thì cũng gọi là cũng rất khó khăn đấy mọi người ạ. Bà con là chủ yếu là làm nương thôi. Sương mù này tí nữa chỉ sợ đi nhầm đường quý vị khán giả, vì là có những cái đoạn mà cần phải rẽ là sợ đi rẽ nhầm. Và hôm nay thì Nắng Cao Nguyên cũng rất muốn là đi thăm gọi là 5 hộ gia đình, mình cũng không nhớ rõ là mấy hộ gia đình, nhưng mà ở ngay sát hàng rào biên giới ấy, thì chúng ta cùng nhau đi xem đã.
ở đây cũng có được đổ bê tông rồi, đường được là 2,5 mét đi cũng đơn giản. Thế mọi người lại nhìn như này đi rất là buốt. Thời tiết ở trên vùng cao gọi là mấy ngày hôm trước thì nắng rất là to. Đấy, hôm nay đi cái là trời sương mù, xong là trời cũng rét buốt nữa. Nhất là ở cái khu vực biên giới này thì thời tiết nó khắc nghiệt hơn so với những cái xã nội địa mọi người ạ. Đấy, mọi người nhìn này, wow, sương mù trắng xóa luôn, không nhìn thấy một cái gì cả. Đấy, quý vị khán giả đây, các cháu ở đây còn đang chơi đây, cái trò chơi gọi là dân gian ở trên vùng cao, chơi này chơi sạc. Đấy, trò chơi này rất là phổ biến đối với bà con ở trên vùng cao nguyên đá. Rất là vui nhìn các cháu này chơi. Đây, mọi người ở đây là thôn Tống Quáng Trải đây, vành đai biên giới đây. Đấy, ở đây có nhà rất là to luôn. Bà con ở mấy cái khu vực gọi là xã thôn giáp biên thì cuộc sống nó cũng hơn so với những cái thôn nội địa gọi là sâu sâu ở xuống dưới ấy, như thôn Hoa Cà các thứ thì không thể bằng ở trên này được. Xem toàn nhà cao cửa rộng luôn, khu vực này mình cũng rất là muốn lấy flycam gọi là bay cho quý vị khán giả xem. Nhưng thời tiết sương mù này đúng thật là bay không nhìn thấy gì cả. Mà hơn nữa ở cái khu vực này, khu vực biên giới này nó rất là nhạy cảm về cái vấn đề đó. Đấy, bây giờ bắt đầu mới xuống đây. Đấy, chúng ta đi qua hàng cây sa mộc đây. Wow, nhìn rất là ảo diệu luôn. Bà con đang đi làm nương cắt cỏ về này. Trong thời gian tới thì Nàng Cao Nguyên cũng sẽ đi thăm những cái thôn quanh ở vùng biên giới để cho quý vị khán giả cũng hiểu rõ hơn về cái cuộc sống, đời sống, cái nét văn hóa của bà con người Mông ở biên giới xem nó có khác gì hơn so với những thôn nội địa không. Đây mọi người ạ, đây là cái tuyến đường đi vào gọi là thăm 5 cái hộ gia đình mà ngay sát hàng rào. Nhưng bây giờ thì trước khi vào đấy thì mình sẽ đi xuống dưới thôn để thăm các hộ gia đình mà được hỗ trợ xây nhà trước đã. Càng xuống dưới này thì chúng là sương mù nó cũng đỡ hơn một chút mọi người ạ, tầm nhìn nó cũng được thông thoáng ra hơn. Riêng ở cái khu vực biên giới thì gần như là sương mù, nói chung là dày đặc luôn, xứ sở sương mù mọi người ạ.
Rồi, xuống này thì chúng ta nhìn rõ hơn một chút ở phía dưới rồi. Không biết quý vị khán giả trên màn hình có nhìn thấy rõ không? Nhưng mà qua cái camera thì cũng không thể rõ, nhìn mà rõ bằng mắt thường được. Xin giới thiệu với quý vị khán giả, ở dưới này chính là thôn Thèn Pả, đấy, giáp với thôn Hoa Cà. Nhìn từ trên cao xuống thì mọi người cũng biết là cái đời sống kinh tế của bà con ở đây cũng gọi là cũng khá giả, nhà xây rất nhiều luôn. Xuống đây bắt đầu thoáng này. Hoa đào đẹp chưa mọi người? Cái cây hoa đào. Ở đây có một cái nhà rất đẹp mọi người, sơn màu xanh. Bây giờ thì nói chung là các điểm trường là vẫn chưa đi học, phải đến mùng 10 cơ. Bắt đầu là các cháu học sinh mới đi học. Từ đây nhìn xuống quang cảnh cũng rất là đẹp. Sương mù mờ mờ ảo ảo, những ngọn núi trùng trùng điệp điệp hòa vào những cái làn khói của đang gọi là đốt nương của bà con, là đốt cỏ để cho bà con chuẩn bị làm nương rẫy. Từ đây chúng ta sẽ tí nữa sẽ phi thẳng, tiến thẳng sang bên thôn Hoa Cà bên kia. Đến chỗ đoạn là ngã rẽ vào thôn Hoa Cà rồi. Mọi người ạ, chúng ta đã đến đầu thôn Hoa Cà. Đây, chúng ta sẽ đi vào thăm nhà bà Mỹ trước. Đấy, ở thôn Hoa Cà thì có một hộ gia đình là được hỗ trợ xây căn nhà. Hầu như các hộ gia đình ở đây đều thêm tiền một chút mọi người, để xây, để làm nhà, để cho nó được rộng rãi, nó thoải mái hơn ấy. Rồi. Đây, đến nơi rồi. Đây, chúng ta hình như là đi đường nào nhỉ? À, đường trên này đúng không? Đây, quên đường mọi người ạ. Rất đẹp luôn. À, đây nhà bà đã làm xong rồi mọi người. Đây đây. Không biết là nhà bà có ở nhà hay không.
Ôi, mọi người ạ, chúng ta đã đến nơi rồi. Đấy. Đây chúng ta cùng nhau vào thăm bà mọi người nhé. Đi. Không biết là quý vị khán giả ở dưới xuôi thế nào, ở trên này thì không khí Tết hết rồi. Đấy. Ồ, đây chúng ta cùng nhau vào thăm gia đình nhé. Ngày trước thì như quý vị khán giả cũng vào ấy, thì nhà là mới đang chuẩn bị đá đấy, rồi còn chưa xây một tí nào, nhưng đến nay đã hoàn thành một căn nhà rất là đẹp rồi. Đây. Ơ, chào em nhé. Ừ, bà có nhà không em? Hả? Ừ. Bà có ở nhà rồi. Không ở nhà rồi à? Ừ, hôm anh vào đây anh thăm nhà tí, vì là hôm trước vào là chưa thấy xây ấy. Ơ. Vâng, em chào anh. Vâng, ôi chào mọi người nhé. Nhà mình xây xong lâu chưa? Lâu rồi. Ừ. Đây thì anh hôm nay anh vào anh đi gọi là đi thăm nhà để quay cho các anh chị với khán giả xem. Thế nhà mình vào ở lâu chưa? À, gần một tháng rồi à? À, thế nhà mình có bây giờ còn đi chơi Tết nữa không? Không. Hết Tết rồi à? Nhà xây hết bao nhiêu tiền em? 168 triệu. Thế thì là phải gia đình phải thêm vào gần 100 triệu cả. À. Đây, mọi người xem nhà rất đẹp luôn nhá. Để làm hết tất cả các trụ bằng bê tông này. Thế em là cháu hay con của bà? À, em là thế cháu hay con của bà? Con à? À. Hôm nay mấy hôm vừa rồi có đi sang Trung Quốc chơi không? Có tiền nữa rồi mà sang bên đấy chơi. À, thế nhà phải đi vay tiền nhiều không? Vay chắc là tầm 90 triệu đấy. À, vay ngân hàng hay vay anh em? Vay ngân hàng 50 triệu. À, vay ngân hàng thêm 50 triệu. Không để thêm. 40 triệu. Ừ. Đấy, nhà cửa như này đẹp rồi nhá. Đấy. Thế nên mình làm vẫn còn thừa ít cát đấy à? À, đâu làm cái gì nữa? À, làm cái lan can này, đúng rồi. Không, ở chỗ này nguy nhìn nguy hiểm quá, để nhất là các cháu này. Vâng, phải làm lan can nha, trẻ con nó nhỏ. Ừ, đây này, các cháu này chơi không cẩn thận ngã xuống đây là chết dở đấy. Đúng rồi. Thế bao giờ mới làm xong và làm nốt? Thế là phải tầm 11, 12 thì người ta mới xuống làm, tại vì bây giờ người ta đang chơi Tết thì làm Tết. Thế hai vợ chồng được hai cháu đấy à? Bốn cháu rồi. Bốn cháu, anh à, thế em sinh năm bao nhiêu? Em 99. Thế em này sinh năm bao nhiêu? 99 ạ. À, 99. Ờ. Thế là em tên gì? Gió. Gió à? Vâng. Thế Gió có bây giờ có đi làm đâu không? Bây giờ thì tầm 20 âm mới xuống. Xuống đi rằng xuống dưới xuôi gì? Vâng. Hai vợ chồng đi làm gì? Đi làm công ty. Ừ, công ty có nghĩa mình làm công ty làm về lĩnh vực gì ấy? À, lắp ráp linh kiện điện tử. À, lắp ráp linh kiện điện tử. Thế ở Bắc Ninh à? Thái Nguyên. Ờ. Thế làm cho công ty Samsung à? À, làm KH. À, KH á? Vâng. Thế đi lương tháng được cao không? 7-8 triệu thôi. Đấy. Nhưng mà họ có nuôi ăn nuôi ở không? Hay là mình phải nuôi ăn thôi. Ở mình phải tự đi thuê đúng không? Ừ. Đấy, vất vả quá nhỉ. Làm nhà xong đầy tiền nợ nần đúng không? Làm tầm 2 năm. 2 năm mới trả được hết nợ. Nhưng mà thôi cố gắng đúng không? Đúng rồi. An cư lập nghiệp. Hai vợ chồng, thế cả hai vợ chồng đều đi làm luôn à? Hay là chỉ mỗi em thôi? Hai vợ chồng đi làm. Thế là con cái là để ở nhà là bà trông? Đúng rồi. Bà trông đúng không? Vâng. À. Đấy, chung là mọi người ạ. Ở chỗ này thì hơi nguy hiểm chút. Nói chung là đến đây mà nhìn thấy bà con mà có căn nhà này cũng gọi là vui lắm rồi đúng không? Trước thì ở căn nhà gọi là nhà tranh vách nứa. Ừ. Đâu thì con lớn của em là đâu? Đi chơi rồi. Đây là hai cháu nhỏ đúng không? Đúng rồi. Ừ, út này, thế cháu lớn được bao nhiêu tuổi rồi? À, 7 tuổi. 7 tuổi này. Thế là cháu nhỏ nhất là được mấy tháng rồi? Đứa này 1 tháng, 1 tuổi rồi, đứa này 1 tuổi rồi. 1 tuổi. Thế cháu này được 2 tuổi đúng không? 3 tuổi. 3 tuổi. Ấy da. Đẻ dày phết đi. Yeah. Ừ, thế ở nhà thì nhà em có mấy anh em? Hai anh em à? Thế em là ở đây thì còn em hay là không, anh không hút? Đây là em. À, em thì anh trai ở đâu? Anh
À, anh trai nhà bên cạnh luôn à? À. Thế vừa rồi là Tết nhất hai vợ chồng có đi sang bên kia chơi không? Có mà. Ờ, à, sang Trung Quốc chơi đúng không? Không có thì không đi à? Rồi đi loanh quanh ở dọc biên giới này chơi thôi gì? Toàn ở nhà thôi. À, ừ. Ôi, năm mới thì này anh cũng có chút để mừng nhà mới nhá. Đây. À, đấy thì chúc gia đình năm mới là gặp nhiều may mắn này. Rồi là làm việc gì được việc đấy này. An khang thịnh vượng. Ôi, chúc mừng em nhá. Chúc mừng em nhá. Ừ, không gì đâu. Ôi, ngoan quá nhỉ. Thế bây giờ anh xin phép là anh đi xuống dưới khai hoang một tí để cũng đi thăm cái nhà của anh và cũng được hỗ trợ như nhà mình ấy. Ừ. Thôi anh xin phép nhá. Chào cả nhà nhá. Ừ. Bye bye nhá. Ừ. Ừ, không có gì đâu. Đấy mọi người, nói chung là vào thấy nhà cửa như thế này là vui lắm rồi. Đấy như đợt. Ừ, chào hai em nhá. Vì là trước đấy thì cũng các anh ở bên biên phòng ấy là cũng đã đi nghiệm thu hết tất cả các căn nhà rồi. Nhưng mà quý vị khán giả thì cũng chưa được xem những cái căn nhà mà được các anh hỗ trợ như thế nào. Nên là Cao Nguyên vẫn muốn là đi gọi là một vòng luôn. Đấy, ngày hôm nay sẽ đi xuống dưới gọi là hết cái xã Thượng Phùng này mọi người. Đấy, bây giờ sẽ đi xuống dưới thôn Khai Hoang 2 mọi người nhé. Quý vị khán giả thì bây giờ Nắng Cao Nguyên sẽ tiếp tục là đi xuống dưới thôn Khai Hoang 2. Vừa nãy thì mình cũng định lấy Lycan ra bay ấy, nhưng mà vừa mình gọi điện cho các anh thì các anh bảo là biên phòng bảo thôi cái vùng này nó hơi nhạy cảm, thực sự ra là thôi, nên là mọi người thông cảm nhé, cũng không quay xem rõ được cái vùng này như thế nào. Mọi người ạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từ thôn ngã ba thôn Thèn Pả đi thẳng xuống dưới thôn Khai Hoang 2. Đấy. Từ đây đường xá đi lại cũng hơi khó khăn một chút vì là như mọi người cũng nhìn thấy này, bây giờ là đang mở đường to mọi người, để từ huyện Đồng Văn sang bên Thượng Phùng. Nếu mà trời mưa thì đi cũng hơi khó khăn một chút, nhưng rất là may mắn này. Trời chỉ sương mù thôi, không bị mưa mọi người ạ. Đấy. Mấy hôm gọi là khi mà hoàn thành tuyến đường này thì mấy cái thôn gọi là dọc đường này rất phát triển mọi người ạ. Vì du lịch nữa. Từ đây xuống dưới thôn Khai Hoang 2 cũng phải gọi là gần chục cây số rồi mọi người. 10 cây số ở đường ở xuôi thì đơn giản này, nhưng mà đối với ở trên vùng cao đi hơi khó khăn.
rất là mong cái tuyến đường này sẽ hoàn thành sớm cho bà con để bà con đi đỡ vất vả. Chứ mình đi kiểu này cũng là gọi là thường xuyên đi thôn đấy, là tuyến đường lúc trời mưa nó đi nó nguy hiểm quá. Đấy. Ở đây vẫn đang thấy gọi là máy móc chưa hoạt động, chắc là phải sau rằm thì bắt đầu mới tiến hành tiếp tục là làm đường. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy thẳng xuống dòng sông Nho Quế, mà cái hẻm Tu Sản ấy là hẻm vực rất là nổi tiếng của Việt Nam rồi. Đường cũng rộng thênh thang. Quý vị khán giả, hiện tại chúng ta đã sắp đến thôn Khai Hoang 2 rồi. Đấy, thôn Khai Hoang 2 thì đối diện ở bên núi bên này là thuộc huyện Đồng Văn. Bây giờ thì ở dưới đấy cũng đang làm cái tuyến đường ô tô mà thông sang bên chỗ cửa khẩu ấy mọi người ạ. Đấy, cũng đang làm cầu nữa. Bây giờ theo quan sát của mình thì mới gọi là đang làm chân cầu thôi, chưa làm xong. Thôn Khai Hoang 2 thì mọi người biết là khai hoang là nó như thế nào rồi. Nhưng mà khi mà có con đường này thì đảm bảo là kinh tế sẽ phát triển rất mạnh đấy mọi người. Từ đây đối diện thẳng sang bên kia chính là hẻm Tu Sản đấy, một trong những hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á rồi. Còn đối diện tít bên phía bên này đó chính là thôn Khai Hoang 1 cùng thôn Thín Ngài, đều thuộc xã Thượng Phùng hết. Ở bên cái chỗ mặn núi bên này thì mình thấy như mọi người cũng quan sát thuộc gần như toàn núi đất hết đấy. Hôm nay là anh em mình đi là gọi là không thông báo trước gì cho bà con cả. Đấy, để đi xem, gọi đi du xuân. Không biết là nhà anh Vả dưới là có ở nhà hay không đây. Chúng ta cứ vào trong đấy đã mọi người nhé. Khán giả, bây giờ chúng ta đã đến nơi rồi. Đấy, sau gọi là khoảng 30 phút đi xuống như thế này thì sắp gãy cả tay ra đã đến nơi. Đấy. Ở phía dưới này cũng theo mình quan sát cho bà con cũng được gọi là cái đường nội thôn ấy cũng được trải bê tông một chút ít rồi. Đấy. Quý vị khán giả, trời mưa mà đi cái đường đất này đúng là chỉ đi bộ, xe không đi được. À, sắp đến nơi rồi.
chúng ta phải đi vòng qua cái điểm trường thì bắt đầu mới vào đến chỗ nhà của anh Và được. Ôi mọi người ạ, mình đã đến nơi rồi nhưng mà đang không nhớ đường mọi người ạ. Không biết là đi, hình như là đi lên trên này hay sao ấy. Ok, chúng ta cùng nhau đi lên mọi người nhé, để đi xem trước đã. Úi giời, chó là gầm gừ đây. Wow, mọi người khi mà lên trên này mình thấy có một ngôi nhà này. Gọi là... Ôi anh Bà ơi! Phải anh Bà không? À đấy rồi, ôi giời, ra gặp đúng chủ nhà, nhớ em không? Đi đâu này anh? Ừ, em đang bảo vào thăm nhà một tí. Đi à, đường trên này à? Đi xong xong đi xuống dưới này đúng không? Ui, may quá mọi người, đấy chưa, đầu năm đã gặp may vào, gặp đúng chủ nhà luôn. Ừ. Lên trên này mình nhìn thấy có một căn nhà bỏ hoang này. Dù đây là tường mọi người nhé. Tường, không phải bỏ hoang đâu, ở trong vẫn có người ở mọi người ạ. Nhìn này, vẫn có chó ở trong ấy. Mình vẫn thấy có chó ở trong. Đấy, may chưa? Nếu mà đi chậm khoảng 1 phút nữa thôi là không gặp. Nhanh đấy. À ai, hình như đường ô tô là vòng đường sang bên này là sao ấy. Đấy, từ đây tít sang bên kia là phía Trung Quốc rồi. Đấy. À, cách đây trước Tết thì vào trong này nhà anh Và chưa làm móng. Lúc đấy còn đặt một cái áo để gọi là giữ chỗ xây nhà. Đang chuẩn bị đi đâu này anh? Đang à, sang nhà bà. Ồ, nhà xây xong lâu chưa anh? Đây. Vừa mới xong ăn Tết luôn. À vừa mới xong ăn Tết luôn à? Đây là toàn bộ căn nhà của anh Và. Thế là nhà xây hết bao nhiêu tiền? 150 à? Thế có nhà mình vay thêm bao nhiêu tiền? Hơn 50. À, vay mình vay ngân hàng à? Đây mọi người, nhà anh Và thế nhà anh đi đánh cá à? Vâng, sáng nay vừa đi đứng thì mà không được. Ồ, sáng nay vừa đi á? Vâng. Ủi tiếc thế nhỉ. Ước gì xuống đây sớm sớm tí để đi đánh cá cùng bên chỗ anh Và. Không không được con nào à? Vâng, sáng đi không được. À, mình đánh ngay dưới sông này hay gì? Vâng. Đánh khúc này hay khúc dưới? Ở dưới này, hay à. Dưới cầu. À, dưới cầu á? Ừ. Thế bình thường đánh được nhiều không? Lúc chưa làm nhà kia thì đến một đêm được hơn một yến. Hơn một yến cả? Ai già thích nhờ. Đấy mọi người, gần như vào nhà thì bà con đều đổ trụ bê tông này. Rồi là xà xiếc bằng bê tông hết nhờ. Thế vợ con đâu hết rồi? Đi lấy củi ở đâu? Xa không anh? Cũng xa, tít đầu nguồn đấy anh. À, dạ, tít đầu nguồn trên này á? Gần giáp Trung Quốc đấy á? Vâng, vâng. Úi dồi. Thế năm nay nhà mình ăn Tết to không? Chắc nhà mới ăn Tết to chứ nhỉ? Hết tiền rồi, không có tiền. Năm vừa rồi Tết anh có đi chơi đâu không? Ở dưới này thôi à? Ừ, ở nhà nó đấy, nhà xây xây xong phát là vào ăn Tết luôn ấy nhỉ? Vâng. Đấy, thế là có căn nhà nói chung là đẹp đẽ rồi. Đấy, nhà rất là kiên cố mọi người ạ. Nhìn thích thật. Ở vùng dưới này thì bà con là nước nôi là có, nên là làm bằng pro thì nó cũng đỡ hơn rất nhiều luôn ấy.
đỡ tốn kém hơn. Nếu mà làm tôn thì khẳng định cái nhà này không phải. Bây giờ anh bảo hết xây hết trăm mấy trăm rưỡi à? Đấy, nếu mà làm tôn là phải hết 200 đấy nhỉ? Yeah. Ở đây là cũng là xây luôn một cái bếp lò đấy đúng không? Vâng. Đấy. Cái này để nấu rượu à? Nấu rượu với lại nó cán lửa. À, vâng. Trông vui mọi người ạ. May quá. Chỉ sợ đi chậm một tí nữa không gặp anh bà luôn. Thế xuống sang nhà bà làm gì anh ấy? Có thằng bà ở một cái xa phòng anh xa bên kia để nói cần anh. À. Đấy, bây giờ 12 giờ đấy mọi người ạ. Đấy. Mình vào trong này là đi từ sáng sớm vào trong kia. Bắt đầu xuất phát từ huyện Mèo Vạc 8 giờ vào trong này đi thì nó hơi xa. Đấy, xong vào lại còn phải mượn xe các anh nữa. Đẹp thật, cho nhà. Đấy, hôm nào vào đây, có gì hôm nào vào đây cho em đi đánh cá với nhé. Vâng, vâng. Đấy. Anh bà sau Tết này có định đi làm ở đâu không? Là ở đây Cao Bằng cái này không biết con đi không. À, làm Cao Bằng là làm việc gì? Không biết, nghe họ bảo là đi có một cái gì xa thì gì xa Trung Quốc kìa. À, có nghĩa là mình làm xong là đăng ký sang Trung Quốc làm đấy á? Không không xa Trung Quốc đâu. À. À, đưa thịt bò hay là đưa bò sang Trung Quốc á? Không phải thịt bò. Thịt à bò đi thò thịt bò bên Cao Bằng á? Ừ. À. Thế sao mình không đăng ký như kiểu cái chương trình của huyện Mèo Vạc với huyện Phú Ninh Trung Quốc để sang bên kia đi làm? Mình sẽ có được. Hả? À? Cái này là mình lên xã, như thế là anh lên xã anh hỏi. À, anh ơi, em muốn đăng ký mà ví dụ như sang Trung Quốc mà được hai huyện ký kết ấy. Ừ. Đi lâu lại không phải được. Có nhỏ đi không phải được. À. Như sang bên kia là đi hình như là đi 3 tháng một lần ấy. Đấy. Về. À, không như sang bên Trung Quốc là nếu mà làm là chương trình là cứ 3 tháng mới được về một lần. Đấy, nhưng mà lương lậu em thấy cũng cao đấy. Sang bên đấy họ nuôi ăn nuôi ở hết. Em mời anh vào nước nhé. Dạ. Anh vào là sinh năm 8 mấy nhỉ? 89. 89 thôi nhỉ? Năm nay 35. 35, đúng rồi. Đấy là sang bên kia, nếu mà sang bên kia bên Cao Bằng làm lương cao. Không biết đâu. Mình đi đưa thịt thôi, đi đưa thịt sang Trung Quốc là một. À. Mình đi đưa bao nhiêu thì mình lấy bằng đấy. Ừ. Thế năm vừa rồi anh đi làm đâu hay ở nhà? Ở nhà xây nhà đấy gì? Ở nhà thôi. À. Đi được 2 tháng, tết xong 18 đi được 2 tháng xong về. À. Họ đã mượn được ở đây thì sợ trẻ con nó cứ đi thiêu xe. Sợ bị làm sao đúng không? Xong về không đi nữa. Thì vợ thì nó cơ rõ sinh trên này thì con. Anh chỉ có đi đánh cá thôi mà, đi đánh cá thôi mà. Đi đánh cá, à, thế vợ anh lại là làm nấu cơm cho các cháu ở trên điểm trường đây. Vâng. À, thế là cũng, nói chung là cũng có thêm thu nhập rồi. Thế nhà anh có làm nương nhiều không? Ít thôi. Ừ. Nhà có bố anh em dựa nó ít. Thế là bắt đánh bắt cá là mình có mang đi bán ngoài kia không? Có em ham chợ ra đồ sân cái với là xã. Là xã để bán? Ủa, anh Tú ở sân cái kia. Nếu nó là giảm, đòi một yến à? Thế một cân là mình bán bao tiền? 100 thôi. 100, mỗi hôm mà, hôm nào mà đánh được, ngày nào mà đánh được yến là kiếm được triệu đấy anh nhỉ? Vâng. Thế thì sướng đấy nhỉ? Nhưng mà đánh mãi cá cũng hết đúng không? Đời sống bà con trên này nói chung là cũng, mọi người cũng xem qua mà cũng đủ hiểu, gần biên giới như thế nào. Thì nó lại không... Hả? À. Thế mùa hè đúng không? Ừ. Mà có phải mỗi một mình nhà mình đánh đâu, còn nhiều nhà khác nữa mà nhỉ? Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà cạnh tranh cũng rất khốc liệt đấy quý vị khán giả, chứ không phải đơn giản tí nào đâu. Ừ, không phải thế này. Thì thôi tí em xin phép là em nhấp môi thôi nhá, rượu em không uống được vì là tí nữa ra ngoài kia là rồi. Giao thông họ làm ấy. Rồi. Đấy. Em không ấy. Đi xe máy này xong là tí nữa đi ra ngoài kia đi ô tô nên là giao thông họ phạt là chết luôn ấy. Vâng. Bây giờ đang Tết họ đang làm mà. Vâng, đây là bây giờ thì
Có người nó còn vẫn còn chưa Tết à, em ơi. Đấy em tí quay phim nữa anh ạ. Thế hôm nay là nói chung là vào thăm nhà anh một chút để xem là đấy nhà cửa làm xong chưa, xem là đàng hoàng đấy. Làm xong thì ăn tiếp luôn. Đấy, đấy như này là vui rồi. Thôi em mời anh nhé. Vâng. Thôi đầu xuân năm mới thì em chúc anh gia đình anh nhiều sức khỏe này. Đấy có căn nhà rồi thì nói chung là vợ con là cũng có chỗ ấm cúng hơn, đỡ gió máy hơn này. Chúc anh sang năm mới là làm được nhiều tiền hơn nha. Thôi mời anh nhé. Em xin em nhấp môi một tí thôi vì là ấy nhá. Thôi cảm ơn anh nhá. Đấy năm sang năm mới ấy, thì em xuống đây cũng không ấy gì cả thì em cũng có một chút món quà gửi tặng anh cùng ấy nhé. Để sang năm thì nếu mà có dịp thì em sẽ quay lại đây. Đấy hôm nào đưa em đi đánh cá chẳng hạn, đi chơi nhưng tí. Mà lúc nào xuống thì phải địa cơ, không địa thì sợ không ở nhà. Vâng. Đấy sang năm anh còn đi làm nữa đúng không? Vâng. À, đấy, như này thì vui rồi. Gần nói chung là 100% là 10 căn nhà đã xây xong hết rồi mọi người. Đấy hôm nay là đi thăm được hộ anh và là hộ thứ ba. Đấy hộ đầu tiên thì trước Tết là Cao Nguyên đã đi ở thôn Khai Hoang ba ấy, là cũng đã có một hộ là làm xong rồi, xong hết rồi. Thì tranh thủ là em cũng đi hôm nay cũng đi lên thăm ba hộ nữa ở của xã Thượng Phùng. Mỏ cớ em đi rồi. À hoa cà đi rồi, còn mỏ cớ một hộ này. Với lại là xà phìn hai hộ này. À mỏ cớ nhầm. Mỏ cớ là hai hộ. Xã mình được mấy hộ nhỉ? Là xã mình là được 5 hộ. 5 hộ. Năm hộ đấy. Mỏ ở bên mỏ cớ là hai hộ, ở bên xà phìn là một hộ. Thì bà con cũng làm xong hết rồi mà. Chắc là cũng làm xong trước Tết nhỉ? Xong trước Tết hết. Để đón Tết cho nó vui. Vâng. Rồi anh và thế em đến đây thăm nhà có gì em xin phép chứ. Vâng. Bây giờ em cũng ngược lên trên ủy ban xã một tí. Vâng. Để lên đi thăm đấy ba hộ còn lại. Vâng. Sợ muộn bây giờ cũng là đã là gọi là 12 giờ rồi mọi người ạ. Anh ấy cũng có một chút việc là bận ở bên kia nữa. 12 giờ hơn rồi. 12 giờ hơn rồi. Đấy. Thôi, một lần nữa chúc mừng năm mới anh nhé. Bắt tay anh ấy. Vâng, cảm ơn anh nhé. Rồi, quý vị khán giả thì một lần nữa đầu xuân năm mới thì Nắng Cao Nguyên cũng xin được chúc quý vị khán giả một năm mới thật an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Video đến đây của Nắng Cao Nguyên đến đây là kết thúc rồi. Mọi người thấy video hay like và chia sẻ và đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.